shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín, chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bản Big Simon 8.0.2 một cách hoàn toàn miễn phí nha. Thì để chơi được cái phiên bản mod Big Simon miễn phí này, các bạn sẽ cần có một cái Minecraft Launcher miễn phí nha các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ lên cái trang myfc.com để mà download cái Minecraft Launcher miễn phí về nha. Đó, myfc.com nè các bạn ơi. Đó, chúng ta bấm vào tải game ở đây nha. Và chúng ta bấm luôn vào cái tải game full. Đó, rồi. Và mình sẽ chọn cái Minecraft Launcher nè các bạn ơi. Đó, có chữ cũ đây nè. Tại sao lại cũ gì hả? Rồi, bấm tải từ máy thôi các bạn ơi. Các bạn có thấy cái dòng nhấp vào đây để tải về không? Đó, nhấp vào nha các bạn ơi. Rồi, bấm sell thôi. Và tiếp theo đó các bạn sẽ còn có Java cũng như là WinRAR nha các bạn ơi. Thì hai cái tab này mình không có cần thiết nữa, mình sẽ tắt bớt đi nha. Bây giờ thì mình sẽ đi tải Java nha các bạn ơi. Các bạn cứ search Java ở trên Google là nó sẽ ra thôi. Các bạn lưu ý chọn cái trang có dòng download chỗ này nè thì mới được nha. Chúng ta bấm vào download thôi. Và nó sẽ dẫn tới cái trang của Java nè. Ở đây chúng ta có khá là nhiều phiên bản để chọn. Các bạn nhớ ấn vào On Java Download nè. Nó sẽ hiện ra khá là nhiều phiên bản cho chúng ta nè. Và mình sẽ chọn Windows Offline 64-bit. Thì để biết Win của bạn bao nhiêu bit đó, các bạn sẽ gõ vào ở đây DXDIAG. Đó. Rồi thì nó sẽ tiến hành chạy cho chúng ta nha các bạn ơi. Và ở đây ở cái phần Operating System nè, các bạn có để không? Win 10 Home 64-bit nha các bạn ơi. Thì Win của mình 64-bit, mình sẽ chọn cái bản này. Còn ai Win 32-bit thì chọn cái bản ở trên nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ chọn bản 64-bit cho máy của mình nha. Rồi bấm Sell, nó sẽ tự động tải xuống đó. Rồi cái phần tiếp theo mình sẽ tiến hành đi tải WinRAR luôn nha các bạn ơi. Thì phải có cái phần mềm WinRAR này các bạn mới có thể giải nén các cái thư mục mod của mình được nha. Đó, các bạn cứ bấm WinRAR như thế này là nó sẽ được thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn từ cái trang winrar.com nha các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ bấm download WinRAR ở đây nè. Rồi ở dưới đây tiếp tục download WinRAR tiếp nha các bạn. Rồi nó sẽ tự động download xuống cho chúng ta. Mình save một phát rồi mình tắt cái tab này đi nha. Bây giờ mình sẽ tải một thứ nữa rất là quan trọng khi mà các bạn chơi mod luôn, đó chính là Fork. Đây chính là cái phần mềm giả lập Minecraft để mà chúng ta chơi được các cái mod đó các bạn à. Ở đây mình sẽ bấm vào trang chủ của Fork nha các bạn ơi. Download nó luôn. Rồi vô trang chủ của Fork thôi nè. Hơi lâu một xíu. Mình sẽ chọn đúng phiên bản nha các bạn ơi. Thì cái bản Big Simon 8.0.2 này nó sẽ chạy trên bản Minecraft 1.12.2 nha các bạn ơi. Thì mình sẽ chọn ở đây nè. Phía bên trái các bạn có thể thấy rất là nhiều phiên bản luôn nè. Đó, mình sẽ chọn 1.12 trước và bấm vào 1.12.2 nha các bạn ơi. Ok. Và ở đây nó có cái version mới nhất cho chúng ta nè. Đó. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Đây, show on version nè các bạn ơi. Chúng ta có thể thấy được version 2854. Đó, đó chính là version mới nhất nha các bạn ơi. Chúng ta bấm vào installer chỗ này nha. Và đợi một xíu nó sẽ load cho chúng ta. Các bạn phải chờ quảng cáo nó chạy trong vòng 6 giây nha các bạn ơi. Nó chạy cũng gần xong rồi. Skip nó một phát nè. Và bấm sell thôi nha các bạn. Ngon lành canh đao liền. Và cái mod chính trong video ngày hôm nay đó chính là Big Simon nha. Thì ở đây mình chơi cái phiên bản Big Simon Reforged nha các bạn ơi. Các bạn có thể lên cái trang reforged.gg này nè. Đó, cứ bấm enter vào thì nó sẽ tiến hành load cho các bạn thôi. Chúng ta thấy khá là nhiều phiên bản dưới đây luôn nè. Có 7.3.1 nè, 7.2.2. Và quan trọng là cái ở trên cùng là 8.0.2 nha các bạn ơi. Thì cái phiên bản mới nhất á, nó luôn xuất hiện ở đầu trang này nè. Đó, các bạn nhớ lên cái trang này để mà cập nhật thường xuyên nha. Ở đây thì mình sẽ download thẳng luôn từ cái trang chủ nha các bạn ơi. Bấm download ở đây thôi nè. Nó sẽ tiến hành chạy quảng cáo tiếp tục nữa. Vẫn tiếp tục chờ 6 giây nữa. Rồi, nhưng mà cũng khá là nhanh thôi các bạn ơi. Skip một phát nè. Và nó đã tải xuống cho chúng ta rồi nè. Mình sẽ bấm sell luôn nha các bạn. Đó, thì nó đã tải xong rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi tải thêm những cái side mod nha. Đó, những cái mod bên lề của nó nha. Ở những cái side mod này thì nó có rất là nhiều mod luôn nha các bạn ơi. Bao gồm cả Game Shark nè, Pixel Extra nữa. Rất là xịn sò luôn. Ở đây thì mình sẽ tải Game Shark trước nha các bạn ơi. Đây là Game Shark bản mới nhất đó. Rồi, chúng ta cứ tải về thôi. Bấm vào download Game Shark cho này nha các bạn. Đó, bấm sell thôi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục tải Pixel Extra nha các bạn ơi. Bản 2.5.7 nè. Cũng download tương tự luôn nha các bạn.
đó, và bấm vào cái dòng download màu xanh này nè, nó sẽ tự động tải xuống cho chúng ta thôi. Ok, vậy là mình đã có đủ các cái mod cần thiết rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lôi tụi nó ra ngoài desktop nha các bạn. Đầu tiên sẽ là cái Minecraft Launcher nè. Đó, cái Java, WinRAR, Forge và ba cái mod này nữa. Mod Bitsimon nè, Game Shark cũng như là Pixel Extra nha các bạn ơi. Ok, ngon lành canh đào rồi đó. Đầu tiên thì mình sẽ chạy Java trước nha các bạn ạ. Cứ bấm đúp chuột thì nó sẽ tiến hành chạy cho chúng ta thôi. Ở đây mình sẽ bấm install nè. Đó, và nó sẽ chạy một xíu nha các bạn ơi. Các bạn cứ đợi thôi, nó cũng không có tốn nhiều thời gian của bạn lắm đâu. Ui, và nó đã chạy sắp xong rồi kìa. Mình sẽ đợi một xíu nữa thôi nha. À, và cuối cùng cũng đã xong rồi nha các bạn ơi. Chúng ta đã có được Java rồi đó. Thì cái này mình không cần, mình sẽ xóa nó đi thôi. Đó, cái tiếp theo mình sẽ chạy đó chính là WinRAR nha các bạn ơi. Đây là cái bản miễn phí á. Rồi mình sẽ install thôi. Bấm OK nha các bạn ơi. Và bấm đinh chỗ này nè. Thế là xong, chúng ta đã có được WinRAR luôn rồi. Thì mình sẽ xóa cái WinRAR này đi luôn, tại vì mình đã cài rồi. Cái tiếp theo đó nữa, đó chính là Minecraft. Nếu mà các bạn chưa từng cài WinRAR, các bạn sẽ thấy thư mục Minecraft của bạn đã thay đổi rồi nè. Đó, các bạn cài WinRAR để làm gì? Để giải nén những cái thư mục như là Minecraft này các bạn ơi. Đây là những cái thư mục đã được nén đó, các bạn sẽ cần cài để mà giải nén tụi nó ra như thế này. Và ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải nén luôn. Nó cũng đơn giản thôi. Bấm đúp chuột vào nè. Đó, tiếp tục đúp chuột phát nữa. Ở đây các bạn nhớ để cái Minecraft Launcher nè, mà có chữ Application chỗ này, các bạn cứ đè chuột trái và lôi nó ra ngoài này thôi. Đây chính là cái Launcher Minecraft miễn phí của chúng ta đó. Đó, các bạn có cái này thì sẽ chơi miễn phí luôn nha. Giờ thì mình sẽ chạy cái Minecraft Launcher này thôi. Cái đây là Minecraft miễn phí mà các bạn ơi, không còn tài khoản premium đâu nha. Đó, cứ nhập username vào là chơi được thôi. Và nên nhớ khi chơi Bitsimon, các bạn chỉ nhập một cái tên thôi nha. Nếu mà nhập khác tên thì Pokemon các bạn đã chơi trong map cũ nó sẽ mất hoàn toàn nha các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ nhập là Fury. Đó, mình nhớ mình viết hoa một chữ F thì mình cứ viết như vậy thôi. Các bạn nhớ như vậy nha. Rồi, giờ bấm play thôi các bạn à. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái version cũ nhất cho nó nè. Version bản 1.0 nha các bạn ơi. Đây nè, bấm play thôi, cho nó đào tài nguyên thôi chứ không có gì cả. Và xong rồi các bạn à. Chúng ta sẽ tắt cái Minecraft này đi. Bây giờ thì mình sẽ xóa cái thư mục Minecraft Launcher này, tại vì chúng ta đã cài xong rồi. Tiếp theo đó mình sẽ chạy Forge 1.12.2 nha. Cứ click đúp chuột vào thôi và bấm OK như thế này nè, nó sẽ tự chạy cho chúng ta thôi. Ok, thế là đã xong. Và bây giờ mình sẽ còn tạo một cái thư mục để mà chứa cái bản mod Bitsimon này nha. Chúng ta vào PC nè, mình sẽ tạo trên cái ổ DD nha. Rồi, bấm New Folder và đặt tên nó là Bitsimon thôi các bạn à. Ok, thì cái thư mục để mod riêng này nó rất là tiện luôn. Các bạn có thể chơi song song rất là nhiều cái mod khác nhau, như là Bitsimon nè, công viên khủng long, hoặc là những cái mod nào mà các bạn ưa thích nha. Có nhiều bạn hỏi mình cái vấn đề này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn. Đó chính là tạo những cái thư mục riêng như thế này. Và tạo xong thì nhớ cài đặt tiếp theo cho mình nha. Làm giống mình là được. Mình sẽ tiếp tục chạy Minecraft nha các bạn ơi. Hồi nãy mình quên cho nó lưu tên của mình rồi. Thì để cho nó tự động đăng nhập luôn á, các bạn vào option nè, bấm stay login nè, bấm đinh là xong. Play. Giờ là đến phần cài đặt mod Bitsimon nha các bạn ơi. Các bạn phải chọn đúng cái version của nó nha. Các bạn thấy cái chữ version đây không? Bấm chọn vào nè. Đó, mình sẽ kéo lên trên. Nó sẽ có bản 1.12.2 fork cho chúng ta nè. Đó, mình sẽ vào edit profile và tích vào cái game directory này nha các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ xóa hết đi, xóa hết toàn bộ cái này nha các bạn ơi. Và vào cái thư mục Bitsimon hồi nãy mình mới tạo để mà copy đường link nha. Đây, nó sẽ có đường link là ổ DD Bitsimon, tại vì mình cài trên ổ DD mà. Đó. Và ở đây thì mình sẽ cho cái gói mod này chạy với cái RAM là 12GB nha các bạn ơi. RAM mình là 16GB mà. Còn bạn nào RAM 8GB á thì nhớ chỉnh về 6GB hoặc là 7GB nha. Đó. Bạn nào RAM 4GB thì nhớ chỉnh về 3GB là được. Những bạn nào RAM 2GB á thì mình sợ là không có chơi được đâu nha. Rồi mình sẽ bấm save profile ở đây nha các bạn ơi. Rồi, chúng ta bấm play thôi, cho nó tiến hành chạy Forge 1.12.2 nha.
nó sẽ mất khá thời gian của các bạn đó nếu các bạn chạy lần đầu, còn lần sau thì nó sẽ chạy rất là nhanh thôi. Và nó đã chạy xong rồi nè, ngon lành chưa? Wow, các bạn thấy không, nó sẽ load khá là nhiều thứ. Tại vì Ford mà các bạn ơi, ở đây nó sẽ hiển thị cái thông số RAM mà mình đã sử dụng nè, 12.000 mAh đó, rất là hấp dẫn luôn. Và nó đã chạy xong rồi nè, ở đây mình sẽ tiến hành tắt nó đi. Và mình sẽ đi vào thư mục mod của nó. Mình chạy cái Ford 1.12.2 hồi nãy để mà cho nó có cái thư mục mod thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái thư mục mod đó nào các bạn ơi. Chúng ta lại vào cái thư mục Bitsimon mà mình vừa cài nè, nó có cái mod nha các bạn. Giờ thì bỏ Bitsimon vào thôi nè, Bitsimon Extra nè, Bitsimon cũng như là Game Shark, chỉ cần ba cái này thôi. Và đây chính là cái bộ Bitsimon tối giản nhất mà mình cho các bạn nha. Đó, nó không có nặng nề đâu các bạn ơi. Còn nếu các bạn muốn á thì mình sẽ để thêm cái mod công thức chế tạo cũng như là cái mod đào khoáng sản nhanh cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình tắt nó đi thôi. Mấy cái này mình đã chạy xong hết rồi nè. Mình sẽ tiến hành xóa ba cái này đi. Cái Ford thì các bạn nhớ để lại nha. Đó, tại vì nó có một cái thư mục Ford ở đây nè, nó khá là quan trọng đó. Nếu các bạn xóa thì nó sẽ bị lỗi nha các bạn. Giờ thì mình sẽ tiến hành vào Bitsimon và cài đặt Game Shark thôi nha. Xịn xo liền. Đó, bấm play thôi. Giờ nó đã tự động lưu cái tài khoản của mình rồi đó. Các bạn thấy không? Nó đã rất là mượt lắm rồi. Đây rồi các bạn à. Để mình tiến hành tắt bớt cái đã. Đây, mình sẽ tắt bớt âm thanh đi. Tắt nhạc đi nè. Đó. Chúng ta sẽ tiến hành quay Minecraft luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành đi vào cài đặt nha các bạn ơi. Thì đầu tiên mình sẽ giảm cái giao diện này cho nó phù hợp cái đã. Nhìn nó khá là to. Mình sẽ tăng độ sáng lên nè. Giảm giao diện nè các bạn ơi. Đó. Cho nó lên giao diện lớn đi. Và giảm mấy cái chân lại nè, 8 chân thôi. Frame rate thì mình để mắc cũng được. Tiếp theo đó thì đi chỉnh phím lại nha các bạn ơi. Cái này các bạn rất là dễ bị trùng luôn đó. Đây, auto zoom nè. Các bạn nào thích thì để, còn không thích thì thôi. Ở đây thì mình sẽ tạm tắt nó đi nha. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống kiếm những cái phím trùng nào. Có vẻ như là Reality Mode nó đã bị trùng cái phím C rồi nè. Mình sẽ chỉnh nó vào cái phím Numpad 9 nha. Rồi mình sẽ kéo tiếp tục coi còn phím nào bị trùng nữa không. Ở đây chúng ta có Game Shark. Chắc mình sẽ chỉnh lại thành chữ H nha các bạn ơi, cho nó dễ. Setting của mình hồi xưa giờ như là vậy đó. Và nếu bạn nào chưa thuộc phím của Bitsimon, các bạn có thể vào đây nha. Các bạn có thể học những cái phím tắt khi chơi Bitsimon tại đây nha các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tạo một thế giới nè. Đó, thế giới Reality đi các bạn ơi. Create New World. Tạo thế giới thôi. Nó sẽ tiến hành load thế giới hơi lâu một xíu. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem những cái Pokemon Gen 8 đâu rồi. Các bạn biết Bitsimon 8.0.2 này á, nó đã cập nhật thêm khá là nhiều em Pokemon Gen 8 rồi đó. Và đây rồi, đây chúng ta thấy được 3 em Pokemon Gen 8 nè. Là Grookey, Shuffle và Scorbunny. Mình sẽ chọn em Grookey nha. Ui, em này dễ thương vãi chưởng anh em ạ. Begin nè. Ây da, sao tôi ở dưới nước vậy? Đây các bạn ơi. Rồi, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh Game Shark luôn. Các bạn bấm chữ H lên nè. Mình có thể chỉnh vị trí của Game Shark bằng cách nhấn click vào đây và chuyển cho nó vào cái vị trí nào đó thích hợp nha các bạn ơi. Ở đây mình sẽ để chỗ này nè, hoặc là bên này cũng được. Các bạn muốn để bên nào cũng được hết á. Sau khi đã có được vị trí thích hợp thì mình sẽ khóa cái chỗ này lại bằng cách click cho nó màu đỏ nha các bạn ơi. Chúng ta có thể tắt những cái line. Đây là những cái đường để mà dẫn tới vật phẩm đó các bạn à. Bằng cách nhấn vào Draw Lines nha các bạn. Nó sẽ tắt này cho chúng ta. Đó. Đó rồi, mới tạo thế giới này nó hơi bị lắc anh em à. Đây nè. Đúng đây vật phẩm đây nè. Và nó còn một cái bóc ở bên ngoài. Ai muốn tắt thì có thể tắt luôn cái draw bóc này nè. Rồi, và bây giờ trong nó đã xịn sò hơn rồi đó. Ngon lành liền hang. Sẵn tiện thì nhiều bạn cũng hỏi mình cái cách tiến hóa Mega cho Pokemon ở bên ngoài như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ còn có một cái vòng Mega. Đây là cái Mega Ring các bạn ơi. Đó, bây giờ nó đã hiện đại rồi. Nó là cái vòng tay nè, cái kính cũng như là cái dây chuyền rồi đó. Xịn xò liền. Ở đây thì mình đã chọn cái vòng tay rồi đó. Thì cái vòng tay Mega này nó sẽ có được khi các bạn đánh bại một cái con boss Mega nha. Nói chung là ráng luyện cấp sao mà đánh bại một con boss Mega thì các bạn sẽ có được cái vòng tay này thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ còn đeo đá Mega cho em Pokemon mình còn tiến hóa. Ở đây thì mình chọn Charizard nha các bạn ơi. Cách tiến hóa nó cũng rất là đơn giản thôi. Mặc định thì chúng ta sẽ quăng Pokemon ra trước bằng phím R nè. Tiếp theo đó thì mình sẽ ấn B để mà chọn cái kỹ năng nè. Đây là kỹ năng tiến hóa Mega nha các bạn ơi. Rồi bấm chuột trái vào cái kỹ năng tiến hóa Mega. Sau đó chúng ta nhấn nút G nha. Đây là những cái phím mặc định nha các bạn ơi. Nếu mà bị trùng phím á thì các bạn nhớ chỉnh lại cho nó hợp lý nha. Đó, và đây chính là Charizard X Mega nha các bạn ơi. Và các bạn cũng có thể dùng những cái kỹ năng khác.
của Charizard như là phun lửa bên ngoài nè. Mình sẽ bấm phím B, chọn kỹ năng phun lửa và bấm G. Đó, nó sẽ phun lửa ra như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Bitsumin 8.0.2 gói đầy đủ nhất mà mình đang chơi nha. Rồi, để chúng ta sẽ thoát cái này ra thôi các bạn ơi. Và tắt Minecraft. Để có được cái mod Bitsumin 8.0.2 đầy đủ thì các bạn sẽ cần vào cái link mod mà mình để ở dưới phần mô tả của video này cũng như là phần bình luận nha. Đây chính là link tải nè, chúng ta sẽ ấn vào vẫn tải xuống nha. Nó sẽ tự động tải xuống cho chúng ta và mình sẽ bấm share thôi. Đó, nói chung thì Google Drive nên nó tải rất là nhanh thôi các bạn à. Sau khi tải xong thì mình sẽ đi cài cái gói mod đầy đủ này luôn nha các bạn ơi. Các bạn sẽ vào phần mod của Bitsumin nha. Đây chính là thư mục Bitsumin hồi nãy nè. Chúng ta vào mod. Đây chính là ba cái mod tối giản nè, mình sẽ xóa nó đi nha các bạn ơi. Và để cài cái mod đầy đủ thì mình sẽ giải nén cái thư mục mod này ra trước nè. Bấm vào mod 8.0.2. Nè các bạn giữ chuột trái, kéo nó tới phần backpack mod này nha. Rồi thả ra nè. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tiến hành đè chuột trái và kéo nó ra ngoài cái gói mod này nha. Nó hiện cái dấu cộng ở dưới cái mũi tên là thành công rồi đó các bạn ơi. Bây giờ nó sẽ tiến hành chạy thôi nè, nó đang giải nén cho chúng ta đó. Hồi ôi, nói chung nó cũng chạy như siêu nhân chứ nó không có lâu lắm đâu các bạn à. Tắt nó đi nè. Vì đây là cái gói mod đầy đủ nên nó sẽ chạy hơi lâu một xíu nha. Ôi, và xong rồi nè. Bản mod đầy đủ này nó chạy 18 mod nha các bạn ơi, nên nó sẽ trùng khá là nhiều phím. Các bạn nên vào chỉnh giống như mình nha, để nó không bị trùng nha các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ tiến hành đi chỉnh nè. Cái Reality Mod mình sẽ cho nó thành cái numpad số 8 cũng như là numpad số 9 nha các bạn ơi. À, vậy mới gọn chứ. Cái mod backpack này mình sẽ cho nó là số 7 nha. Better Build One là số 5 và số 6. Game Shark vẫn là chữ H nè. Inventory Stick là dấu X nha. Và tiếp theo cũng là cái phần khá là quan trọng đây, Journey Map. Đây là cái mini map của chúng ta đó các bạn ơi. Các bạn chỉnh sao cho nó thích hợp là được rồi. Ở đây cái Relay Waypoint mình sẽ chỉnh là Z nha. Show 2 Foreign Map mình sẽ chỉnh là M nè. Show 2 Mini Map là N nè. Waypoint Manager mình sẽ chỉnh là B nha. Zoom In Zoom Out sẽ là nút mũi tên bên trái và mũi tên bên phải nha các bạn ơi. Xuống đây cái Journey Map Full Ring này nè thì chúng ta lại tiếp tục chỉnh nữa. Số 4 nè. 3, 2, 1. Và chỗ này là số 0 đi. Rất là nhiều cái phím mà chúng ta không có xài á, chúng ta cứ gán vào cho nó hết. Chỗ này mình sẽ để là cái dấu hỏi nha các bạn. Và bây giờ tới Bitsumin nè. Các bạn có để ý cái chiêu mà xài bên ngoài không? Nó đã bị trùng rồi nè. Đó, đó chính là cái phím B của chúng ta. Ở đây mình sẽ chỉnh nó thành cái nút dấu cộng và dấu bằng, cũng như là cái phần BC Search nè. Cái chữ S này nó cũng bị trùng luôn. Mình cũng sẽ chỉnh nó thành cái chữ khác luôn nha. Right bracket nha các bạn. Green box. Và ở đây chúng ta có cái phần nhiệm vụ nè. Thành chữ Z đi. Mình sẽ chỉnh cái phần này, mình sẽ chỉnh thành cái phím minus đi, dấu trừ nha các bạn. Và cái request circle là cái dấu phẩy nha các bạn ơi. Rồi, đó. Các bạn thấy mệt chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi trải nghiệm cái phiên bản Bitsumin 8.0.2 bản đầy đủ nha. Vẫn là cái chế độ Reality thôi. Create New World nè. Đó, nó sẽ load ra cho chúng ta. Chỉnh sò liền. Có Journey Map vô thì nó sẽ hơi bị lắc lắc hơn một xíu đó các bạn ơi. Và ở đây chúng ta vẫn sẽ chỉnh Game Shark về cái chỗ thích hợp, nằm ở phía dưới Journey Map nha. Mình sẽ tắt Raw Line cũng như là Raw Body đi. Đó, cho nó gọn. Thì cái phần Journey Map này á, các bạn muốn nó mượt hơn á, các bạn cũng có thể vào để mà chỉnh nó thêm nha các bạn ơi. Mình sẽ bật Mini Map Reset 1 nè. Vào chỉnh cho nó, tắt cái grid này đi. Thế là trên cái mini map nhỏ của các bạn thì nó đã không còn rồi. Wow, các bạn có thể thấy được mấy em Pokemon ở dưới đây luôn nè. Đó, các bạn thấy mấy cái chấm trắng trắng không? Để mình sẽ tiếp tục chỉnh option nha các bạn ơi. Ấn M lên nè. Bấm option. Vào full ring map. Và mình sẽ tắt cái grid của full ring map đi luôn. Nhìn cho nó xịn sò hơn nha các bạn ơi. Ủa, chúng ta có thể thấy được khá là nhiều thứ ở đây ha. Xịn vải chưởng ạ. Các bạn thấy không, mấy cái Pokemon mà nó hiện trên map luôn, xịn sò chưa. Và đây chính là cái giao diện màu xanh của nó. Ai mà không thích á, có thể đổi giao diện bằng cách chọn UI Dome chỗ này nè. Đó, nó sẽ đổi cho chúng ta rất là nhiều cái Dome luôn nha các bạn ơi. Mình thì mình chọn cái Dome đơn giản thôi, đó chính là cái này, nhìn cho nó dễ. Và đó chính là phiên bản mod Bitsumin 8.0.2. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.